Nhà đẹp Tân Á xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Quyền có địa chỉ tại Nam Trực, Nam Định. Các bạn hãy cùng kiến trúc Tân Á tham khảo mẫu nhà của anh Quyền nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Quyền. Căn nhà của anh là căn nhà 2 tầng, mái Nhật, phong cách hiện đại và màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà, cây xanh, cây cảnh cùng với hàng rào và cổng chính cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là bề thế, bắt mắt và sang trọng. Cổng chính sẽ chúng tôi thiết kế là mái Nhật, xin lỗi các bạn là mái Thái nha các bạn. Màu của mái ngói sẽ cùng màu với ngói của tổng thể căn nhà. Hai cột hai bên sẽ chúng tôi thiết kế vuông và ốp bằng gạch màu tối. Cửa sẽ chúng tôi sử dụng là cửa sắt không tính điện. Ngoài ra hàng rào sẽ chúng tôi thiết kế rất là bắt mắt. Xen giữa các cột sẽ là hề lam nhìn rất là đẹp và chân của hàng rào sẽ được ốp bằng gạch màu tối nha các bạn. Phần thân thì sẽ được sơn một vạn trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế bậc 3 cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Khu vực chân móng sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch màu tối để tạo sự vững chắc cũng như là làm cho căn nhà trở nên sạch sẽ hơn. Hai cột hai bên sẽ chúng tôi thiết kế hình vuông và rất là đẹp và rất là to. Đi kèm với đó là đường phào và chỉ ấm tường rất là hiện đại. Khu vực chân cột sẽ ốp bằng gạch màu tối. Phần thân sẽ sơn màu trắng, chỉ ấm tường sẽ được sơn màu nâu nha các bạn. Cửa chính sẽ chúng tôi sử dụng là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và được sơn màu đỏ. Đi kèm với đó là các chi tiết trang trí để cánh cửa trở nên nổi bật hơn. Ngoài ra, hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi sử dụng là cửa nhôm kính, viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo cho chúng ta thấy là một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra, cửa sổ nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng cho căn nhà cũng như hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ đắp thêm đường phào và sơn một lớp sơn màu nâu để phân tầng ngôi nhà cũng như thiết kế thêm một hệ mái để tạo điểm nhấn. Phía trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế một ban công phía trước và trên ban công sẽ là hè lam bằng bê tông, xin lỗi các bạn là bằng sắt không tính điện nha các bạn. Ở cửa sổ tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một bồn hoa phía trước để trồng hoa làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn. Khu vực cổ mái thì chúng tôi sẽ sơn một lớp sơn màu nâu ở đây để phân tầng ngôi nhà. Hệ mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái, màu cổ mái sao cho hợp phong thủy cũng như thể là sự bề thế bắt mắt của ngôi nhà. Trên sên ô mái, trên các bức tường, trần nhà thì chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Tiếp đến là hình ảnh ở khu vực mặt phụ của ngôi nhà. Ngoài sảnh chính, các bạn có thể thấy chúng tôi sẽ thiết kế thêm một sảnh phụ nữa nha các bạn. Sảnh phụ cũng sẽ được thiết kế bậc 3 cấp và hai cột sẽ được thiết kế giống như hai cột ở sảnh chính để tạo sự đồng đều cho căn nhà. Phía từ sảnh chính, sảnh phụ hướng lên tầng 2 thì khu vực này vẫn được chúng tôi thiết kế thêm một hệ lam và lan can sẽ chúng tôi thiết kế đây là lan can bằng sắt không tính điện. Bên ngoài sẽ được thiết kế thêm bồn hoa. Trên các ban công cũng như xung quanh ngôi nhà sẽ chúng tôi thiết kế thêm các bồn hoa, các chậu cây cảnh, cây hoa, cây bonsai để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên và thể được sự bắt mắt đẹp đẽ của ngôi nhà. Chúng tôi được biết anh Quyền, nhà của anh Quyền thì khó có rất là nhiều cái cảnh, do đó khi xây dựng xong bố trí vào cây cảnh vào xung quanh ngôi nhà thì rất là đẹp. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ phía bên phải của ngôi nhà rất là đẹp phải không các bạn. Và đây là hình ảnh nhìn từ trên cao. Từ góc độ này chúng ta có thể thấy được căn nhà của anh thì rất là rộng rãi. Ngoài diện tích của căn nhà thì phần sân phía trước rất là rộng, thoải mái chỗ để xe, khu vui chơi giải trí cho cả gia đình và các con. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu xem là anh Quyền đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nhé các bạn. Anh Quyền có chia sẻ với chúng tôi rằng
anh đã biết đến kiến trúc Tân Á từ rất là lâu rồi. Do điều kiện về kinh tế mà anh chưa thể thi công căn nhà được. Do đó, anh đã lên kênh YouTube và website Nhà đẹp Tân Á để tham khảo và lựa chọn cho mình được mẫu nhà thật ưng ý. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó là sẽ có những video review là những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Sau khi các bạn đã chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì có thể vào phần mô tả của kênh YouTube. Ở đây chúng tôi đã đi lại thông tin của mình. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Ở website Nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay. Chúng tôi có các công trình từ miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi cho tới miền Nam, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, rồi miền Bắc, miền Nam, ở tất cả mọi miền đều có công trình của chúng tôi. Nếu như các bạn có nhu cầu về thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất và công năng sử dụng của các căn nhà thì có thể truy cập trang web nhà đẹp tân á.vn để tham khảo. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Quyền đã làm việc với kiến trúc Tân Á như thế nào để ra một căn nhà đẹp như thế nha các bạn. Sau khi anh Quyền đã tham khảo lựa chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì anh có liên hệ với chúng tôi và được chúng tôi tư vấn thêm về các mẫu nhà cũng như giới thiệu với anh về quy trình làm việc để thiết kế được một căn nhà như thế. Thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát đo khu đất và lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ tạo nhóm Zalo để làm việc, trong đó kiến trúc sư trưởng sẽ làm trưởng nhóm kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao căn nhà bản vẽ thiết kế cho anh Quyền đến giai đoạn thi công thì chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp giám sát căn nhà của anh Quyền, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi cũng như hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy để hoàn thành được một căn nhà từ khâu thiết kế cho tới thi công hoàn thiện thì chúng tôi đã cần rất là nhiều con người. Ở mỗi vị trí chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh giữa công ty chúng tôi và công ty khác đều là khập khiễng. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp như thế này thì chúng tôi đã rất cố gắng cũng như phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là kiến trúc Tân Á đã về tận nơi khảo sát thực địa khu đất của anh Quyền như thế nào nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu vườn của anh Quyền nha các bạn. Do hôm về khảo sát trời mưa rất là to, cho nên chúng tôi sẽ không thể quay bằng flycam được nha các bạn. Căn nhà của anh Quyền thì có rất là nhiều cái cảnh, nhìn những cái cảnh rất là đẹp phải không các bạn? Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh. Qua khảo sát chúng tôi đã biết anh Quyền sinh năm 1989 và anh dự kiến tháng 1 năm 2022 âm lịch sẽ thi công căn nhà. Bốn hướng hợp làm nhà đối với anh là chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Đất định hướng làm nhà sẽ là Tây Nam và Đông Nam. Do đó chúng tôi sẽ thiết kế nhà của hướng chính là Đông Nam và ông phụ là Tây Nam và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với anh và cả gia đình. Trong quá trình khảo sát chúng tôi sẽ chụp lại khu đất, đo đạc cẩn thận cũng như đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là khoảng 900 triệu đồng. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ trao đổi và thống nhất với anh về việc thiết kế nhà. Qua trao đổi thì anh thống nhất là sẽ thiết kế căn nhà 2 tầng có công năng như sau: tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và vệ sinh chung; tầng 2 sẽ có phòng thờ, 3 phòng ngủ và vệ sinh chung cũng như là bố trí thêm ban công, sân thượng. Qua khảo sát và trao đổi thì anh rất là hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và giao toàn trách nhiệm làm đẹp căn nhà của mình cho Tân Á thiết kế. Hiện nay kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà
thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Quyền nha các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Quyền. Ưu điểm của kiến trúc Tân Á đó là bất cứ căn nhà nào do Tân Á thiết kế thì cứ có 2D thì sẽ có 3D đi kèm, để anh Quyền và tất cả mọi người dễ hình dung về vị trí các phòng, công năng sử dụng đối với căn nhà của mình. Tôi cũng khuyên các bạn, nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy chọn đơn vị nào đó có khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành, cũng như có 2D thì sẽ có 3D đi kèm. Vì những đơn vị có 2D đi kèm 3D thì thường làm việc rất là chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, và đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư rất là giàu kinh nghiệm. Do đó các bạn có thể tin tưởng và giao chọn ngôi nhà của mình cho đơn vị đó thiết kế. Quay trở lại với căn nhà của anh Quyền, từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách, phía sau phòng khách sẽ là phòng bếp, phòng ăn. Ở đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hành lang để che chắn hai phòng và tạo sự sang trọng cho ngôi nhà. Bên kế bên phải phòng khách sẽ là khu vực phòng ngủ thứ nhất nha các bạn, và phía sau sẽ là cầu thang đi lên tầng 2, và cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung. Tiếp đến khu vực tầng 2 thì như chúng ta đã biết, tầng 2 theo yêu cầu của anh Quyền sẽ có 3 phòng ngủ nha các bạn. Ở đây chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ. Phía trước sẽ là phòng thờ, và để che chắn phòng thờ thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một vách ngăn bằng gỗ ở đây nha các bạn. Phía trước phòng thờ sẽ là ban công, và phía sau sẽ là khu vực phơi đồ và khu vực nhà vệ sinh chung nha các bạn. Để ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hành lang để tạo sự sang trọng trong ngôi nhà. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc để hiểu rõ hơn về diện tích các nhà cũng như là diện tích các phòng trong căn nhà của anh. Căn nhà của anh Quyền có diện tích 10,5 x 8,5 mét vuông, chưa tính diện tích của khu vực tiền sảnh nha các bạn. Hệ tường bao xung quanh căn nhà sẽ được chúng tôi sử dụng là tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi sử dụng là tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ phòng khách có diện tích là 19 mét vuông. Phòng ngủ sẽ có diện tích là 12,2 mét vuông. Phía sau phòng khách sẽ là phòng bếp, phòng ăn có diện tích là 18 mét vuông. Và cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung có diện tích 5,3 mét vuông. Phía sau phòng ngủ sẽ là cầu thang đi lên tầng 2. Từ tầng 1 đi lên tầng 2, chúng ta có thể thấy rằng phòng thờ sẽ có diện tích là 6,1 mét vuông. Phía trước phòng thờ sẽ là khu vực ban công. Và theo yêu cầu của anh Quyền, ở tầng 2 sẽ có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,2, 10,3 và 11,2 mét vuông. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh, được ngăn cách khu vệ sinh và khu tắm rửa riêng biệt. Xung quanh căn nhà sẽ chúng tôi bố trí thêm các cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ và hiện đại hơn. Tôi và các bạn đã tham khảo trong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Quyền. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy chọn đơn vị thiết kế có 2D đi kèm 3D, cũng như có khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn tin tưởng vào Tân Á thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.